Tiếp theo chương trình là phần lễ tặng bằng khen, giấy khen của các cá nhân tập thể đã trao tặng những tư liệu hiện vật cho Bảo tàng Hồ Chí Minh trong 2 năm qua 2010-2012. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Cao Sơn, cán bộ ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh lên đọc quyết định tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho các chủ hiện vật. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cô chú cách mạng lão thành, kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, sau đây tôi được sự phân công của ban thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin phép được công bố quyết định tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho một hộ gia đình và tặng cá nhân sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, số 4500, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2012, quyết định tặng bằng khen và thành tích xuất sắc trong công tác bảo quản và tặng các hiện vật liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ nghị định số 42 ngày 15 tháng 4 năm 2010, xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 20 tháng 8 năm 2012 và của trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố ngày 22 tháng 8 năm 2012, quyết định đề 1 tặng bằng khen cho một hộ gia đình và 8 cá nhân theo danh sách đính kèm đã có thành tích trong công tác bảo quản, hiến tặng các hiện vật liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hộ gia đình và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời một hộ gia đình và 8 cá nhân bước lên bục vinh dự để nhận bằng khen. Thứ nhất, xin mời hộ gia đình ông Cao Văn Đẳng, địa chỉ khóm 10, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Về cá nhân, chúng tôi xin trân trọng kính mời thiếu tá Trương Thành Hỷ, địa chỉ số 3/25A, ấp Nam Thới, xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn. Hai, bà Nguyễn Thị Chắc, địa chỉ số 52 đường Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh. 3. Ông Lê Thống Nhất, địa chỉ số 20/8, Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận Nhất. 4. Đại tá Lê Hải, anh hùng lực lượng vũ trang, địa chỉ số 67/37, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. 5. Đại tá Vũ Ngọc Đỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang, địa chỉ số B112/7, Bạch Đằng, quận Gò Vấp. 6. Thiếu tá Huỳnh Văn Tiến, địa chỉ số 1348/14, đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 7. Ông Nguyễn Đức Năm, địa chỉ số 19 Hòa Bình, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. 8. Nghệ sĩ ưu tú Trần Thị Tuyết, địa chỉ số 003 Lô C, chung cư Hồ Văn Quê, phường 9, quận Phú Nhuận. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tặng bằng khen cho các tập thể. Chào đại đi rồi. Cầm bằng khen cứ đua là biết sao á. Khen. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn ông Cao Thái Sơn. Vì điều kiện đường xá xa xôi cũng như về sức khỏe, do đó có một số cô chú các bác không để đến tham dự buổi lễ chúng ta hôm nay. Về phía bảo tàng chúng tôi sẽ gửi cái bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đến gia đình của các cô chú các bác sau. Xin cảm ơn các đồng chí. Và tiếp theo chương trình là phần trao giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho các chủ hiện vật. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Ký, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lên đọc quyết định trao giấy khen. Chị Cách mạng Lào Thành, kính thưa quý vị đại biểu, xin thay mặt phòng tổ chức cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đọc quyết định của Giám đốc Sở về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã tặng hiện vật cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, quyết định số 82 thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 8 năm 2012, quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân đã tặng hiện vật cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyết định số 34 ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quyết định số 58 ngày 3 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và của trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở quyết định: Điều 1, nay tặng giấy khen cho một tập thể và 24 cá nhân danh sách đính kèm đã tặng hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Bảo tàng tổ chức lễ sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động hiến tặng tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2010-2012. Điều 2, các ông bà chánh văn phòng, trưởng phòng tổ chức cán bộ thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các tập thể và cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đã ký Giám đốc Nguyễn Thành Trung. Sau đây chúng tôi xin đọc danh sách tập thể và các cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen. Về tập thể: Công ty cổ phần giao nhận tiếp vận quốc tế tầng 5, số 3, số 5, đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Về cá nhân có 24 cá nhân. Thứ nhất, ông Nguyễn Văn Truyền, địa chỉ số 44/23 đường Nguyễn Cư Trinh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, thượng tá tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, địa chỉ 549/71/34 đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, đại tá Trần Phong, địa chỉ số 15B11 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, thiếu úy Nguyễn Hà Thủy, số 12 đường Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ năm, bà Nguyễn Thị Kim Mai, số 72, ngõ 121 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thứ sáu, học sinh Phạm Bá Duy, địa chỉ số 32K, đường 5K, cư xã Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ bảy, ông Đặng Văn Thùy, số 241, Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 8, trung tá Trương Thị Thanh Trúc, địa chỉ số 447/5, đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 9, bà Nguyễn Thị Kim Dung, số 48, đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 10, nhạc sĩ đạo diễn Lộc Hoài Phương, địa chỉ số 5, đường Lê Thị Riêng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 11, nhà quay phim đạo diễn An Sơn, địa chỉ số 40D, đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ 12, ông Trần Văn Cẩn, địa chỉ số 376 xuyệt 12D, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 13, bà Nguyễn Thúy Vi, địa chỉ số 585 xuyệt 4, đường Nguyễn Đình Chiếu, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 14, bà Trần Thị Thúy Phương, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. 15, ông Trần Văn Năm, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công thuộc huyện Long Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 16, đại úy Nguyễn Thanh Bình, địa chỉ số 309 xuyệt A11, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 17, ông Nguyễn Ngọc Quyền, số 42 Bùi Văn Danh, phường Bị Xuyên, thành phố Lạc Xuyên. 18, trung tá Lưu Trọng Lân, số 63 Nguyễn Trọng Tiến, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 19, ông Lý Nhân Thành, địa chỉ 30 xuyệt 12 đường Cái Mét, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 20, đại tá bác sĩ Trần Văn Thời, số 59 S Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 21, ông Nguyễn Bá Hòa, địa chỉ 131 xuyệt 10 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 22, đại tá Nguyễn Văn Lâm, số 4 xuyệt 9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 23, thiếu tướng Cao Long Hỷ, địa chỉ số 4 xuyệt 11D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 24, đại tá Võ Văn Tùng, chung cư số 12 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là danh sách của một tập thể và 24 cá nhân đã hiến tặng những hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đã được giám đốc sở tặng giấy khen. Xin chân thành cảm ơn. Bà Nguyễn Thị Kim Mai, học sinh Phạm Bá Duy, ông Đặng Văn Thùy, trung tá Trương Thị Thanh Trúc, bà Nguyễn Thị Kim Dung và ông Trần Văn Cấn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân. Tâm sự đối với tôi mà mấy kỷ niệm sâu sắc là đối với Bác Hồ. Tôi có xuất bản cái tập thơ vừa xong và trong đấy nói về cuộc đời của tôi từ năm 45 đến đến nay, thì tất cả đều nói trong cái tập thơ đó và những cái kỷ niệm nói Bác Hồ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì tôi xin có cái bài thơ như thế này: Vân Thùy nảy mực cầm cân,
đường đời ngay thánh tính cần lo âu. Đức nghĩa nhân đạo đức làm đầu, khơi trong gạn đục hoàng theo rõ ràng, chỉnh ham danh lợi giàu sang, lòng như đáy nước sông ngân trăm ngần, bạn bè già trẻ đều thân, làm thơ viết báo tinh thần thảnh thơi. Tham quan du lịch đi chơi dạo miền khắp nước, đến nơi chùa chiền dự trăm năm dù có quy thiên. 65 tuổi đảng bạn hiền mến thương. Xin hết. Chúng tôi xin mời bà Nguyễn Thí Vi, xin mời Trung tá Lưu Trọng Lân, xin mời ông Lý Nhân Thành, xin mời ông Nguyễn Bá Hòa, xin mời Đại tá Nguyễn Văn Lâm và xin mời Đại tá Võ Văn Tùng lên sân khấu để nhận giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Trong đơn vị và các tham quan để động viên kịp thời, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã xét tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại úy Giang Thái Long lên đọc quyết định trao tặng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí, được sự phân công của công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin phép được công bố các quyết định về khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, số 01/QĐ-CATV-BV58, thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/1/2012, quyết định về việc khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Căn cứ hướng dẫn số 32/hướng dẫn HD công an thành phố ngày 5/1/2009 của giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xét đề nghị của đồng chí trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quyết định điều 1, tặng giấy khen cho tập thể cán bộ công nhân viên bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011. Điều 2, tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3, các đồng chí trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, trưởng phòng tài chính và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thành giám đốc, phó giám đốc, đại tá Nguyễn Chí Vĩ đã ký. Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Bộ công an thành phố Hồ Chí Minh, số 38/QĐ-KT công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/5/2012, quyết định về việc khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 16/6/1967, 16/6/2012. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4 của Bộ Công an hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân,
công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Căn cứ kế hoạch số 204/KH Công an thành phố ngày 2 tháng 12 của Giám đốc Công an thành phố về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xét đề nghị của đồng chí trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quyết định tặng giấy khen cho 4 tập thể và 28 cá nhân có danh sách kèm theo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Điều 2, tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3, các đồng chí trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trưởng phòng tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay giám đốc, phó giám đốc, đại tá Nguyễn Chí Vĩ, cao quý. Danh sách các tập thể và cá nhân được tặng giấy khen công an thành phố nhân dịp kỷ niệm 45 năm. Số thư số 19, ông Nguyễn Chí Thành, phó trưởng phòng bảo vệ Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tôi xin mời đại diện của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân ông Nguyễn Chí Thành lên nhận giấy khen. Xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Đức Sơn, phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, đại diện cho công an thành phố lên trao các quyết định và giấy khen cho tập thể Hồ Chí Minh.